Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món bún cá mọi người, bún phải đen đá mọi người. Đây mọi người, món bún cá mọi người. Đây phải đen đá mọi người. Muối ớt mọi người. Bổ mọi người. Đổ mọi người. Mời mọi người dùng ăn sáng mọi người. Mời mọi người ăn sáng mọi người. Ăn sáng cũng phải. Mấy món nước phải hấp nước không, thử nước trước không rồi. Nước như hơi lạc không rồi. Cho này cá ăn dài dài mọi người. Này thành lại giá với vô món bào mọi người. Mấy bắp chuối đúng không ạ? Chuối. Cái cộng dầu dầm mọi người. Ăn cũng được, nó nước nó không có ngọt thanh, nó không có thấy lắm luôn, ăn cũng được. Giá dạ, giờ muốn ăn đúng giòn mà. Bún về bán nhiều mọi người. Bún nhiều ăn cũng được mọi người. Thịt cá thơm mọi người, chả thơm. Món cảm giác nó hơi cái xíu gì đó mà cái vị của nó mình mấy đợt trước ăn ngon rồi. Cái vị nó ngọt, nó ấy ngọt thanh, ngọt cái mùi nó đặc trưng luôn.
Ăn cũng được không? Tự nhiên nó hơi lớn lớn là kiểu nó giống hơi nhẹ nhẹ nhưng chưa có lớn. Cà phê đúng đắn luôn. Uống những thuốc mà nó ngát kìa. Mà quen luôn rồi. Sáng phải làm thử chứ mà trưa chiều này kia ít lắm rồi, ít uống vậy. Nếu mà uống thêm đường pha cũng lật lọc luôn rồi, giật giật á. Chứ đắng vậy uống nguyên ngày nó nóng lắm luôn, chịu không nổi. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.